xin chào tất cả các bạn. Thì du học từ bậc trung học phổ thông hiện nay đang là xu hướng mới vì sẽ giúp cho tất cả các bạn học sinh sớm thích nghi với môi trường học tập quốc tế, có nhiều cơ hội tiếp thu những điều mới. Vì vậy các bạn không nên bỏ qua sự lựa chọn về trường St. Anthony High School. Tại đây thì cơ sở vật chất được đầu tư hiện đại nhằm tạo mọi điều kiện để cho tất cả các bạn học sinh có thể bộc lộ được hết cái khả năng của mình. Và giờ đây các bạn hãy cùng với Bảo Trâm điểm qua những phòng học tại St. Anthony High School nhé. Thì đầu tiên đó là phòng học được trang bị iPad. Thì St. Anthony đầu tư 2 phòng học được trang bị iPad, có thể sử dụng cho mọi môn học. Sinh viên và giảng viên đều có thể đến đây để nghiên cứu, viết bài, chuẩn bị bài giảng hay là mỗi thí nghiệm sinh học. Và cả 2 phòng đều sử dụng trang thiết bị hiện đại và được kết nối với mạng. Tiếp theo nữa đó là phòng học thông minh. Thì trường St. Anthony tự hào đã trang bị được những cái bảng thông minh cho nhiều phòng học, bắt kịp tiến bộ về công nghiệp. Thì hệ thống bảng thông minh cho phép giảng viên và sinh viên có sự tương tác tối đa trong giờ học. Và các phòng học thông minh này được trang bị đầy đủ hệ thống nghe nhìn, cảm ứng, internet hiện đại và giúp hỗ trợ tốt nhất việc trình bày và tiếp thu thông tin. Và tiếp theo nữa đó chính là phòng thư viện và phòng máy tính. Thì thư viện được trang bị với 80 máy tính hiện đại và phong phú các đầu sách để tất cả các bạn có thể tham khảo. Và đây là nơi yên tĩnh cho các bạn sinh viên nghiên cứu, tìm thông tin hay đơn giản là đọc sách để thư giãn. Và đây cũng là nơi để cho các thành viên gia sư tình nguyện sẵn sàng giúp kèm cho các bạn sinh viên gặp khó khăn với môn học nào đó. Hay là ở trung tâm tư vấn đại học thì ngoài sự hỗ trợ từ các quản lý của hội sinh viên thuộc chương trình dự bị đại học UTB, mỗi sinh viên St. Anthony còn được bố trí một chuyên viên tư vấn để giúp cho việc tìm hiểu thông tin và hình thức ứng tuyển vào các trường đại học được dễ dàng hơn. Và các chuyên viên này sẽ được New York State chứng nhận chuyên môn và luôn có mặt mỗi ngày để giúp cho các bạn giải đáp thắc mắc của mình. Và bên cạnh đó thì còn có phòng nghiên cứu khoa học. Thì trường St. Anthony đang xây dựng một trung tâm nghiên cứu khoa học hoàn toàn mới, dự kiến là hoàn thành và được sử dụng vào kỳ mùa thu năm nay. Và trung tâm nghiên cứu khoa học mới sẽ bao gồm 5 phòng lab được trang bị hiện đại phục vụ cho những môn như hóa học, vi sinh, vật lý, khoa học về trái đất, sinh học, giải phẫu học, pháp y, sinh học hay là môi trường hay là sinh học biển. Ngoài ra thì trung tâm còn có 9 phòng học mới, một phòng nghiên cứu cho chương trình nghiên cứu Faroe đã được công nhận ở cấp quốc gia và 3 phòng công tác chuẩn bị. Song song đó thì còn có những cái phòng như là trung tâm mỹ thuật sinh viên dành cho các chương trình nghệ thuật, có 6 phòng học được trang bị hiện đại, một phòng hòa nhạc và phòng hát, còn có phòng múa và trường tự hào về các sinh viên và nghệ sĩ của mình. Những tác phẩm của các bạn được trưng bày sơn vẽ ngay tại sảnh của trung tâm. Ngoài ra thì trung tâm còn có phòng vật lý trị liệu rộng gần 400m² và một sân vận động có mái che, sân banh hay là sân chơi, đúng với tinh thần bảo vệ môi trường của St. Anthony. Và 10% nguồn năng lượng của trung tâm sẽ được cung cấp từ 550 tấm cảm ứng năng lượng mặt trời. Và ngoài ra thì còn có văn phòng hỗ trợ từ UTB. Thì văn phòng chương trình dự bị đại học UTB thì nằm trong khuôn viên của trường và các thành viên của UTB sẽ luôn nhiệt tình hướng dẫn, trả lời mọi thắc mắc của các bạn sinh viên về bất cứ vấn đề gì. Và các thành viên của UTB cũng là cầu nối trực tiếp giữa sinh viên với bộ phận hành chính của trường St. Anthony. Và mỗi bạn sinh viên khi đến đây sẽ đều có cơ hội tìm ra thế mạnh của bản thân và nhà trường sẽ giúp cho các bạn làm mọi điều tốt nhất trong khả năng của mình. Và bên cạnh kết quả học tập xuất sắc thì trường còn khuyến khích phát triển bản thân và đời sống tâm linh. Các bạn sinh viên luôn được chào đón vào gia đình St. Anthony ngay từ những ngày đầu tiên. Và là một sinh viên quốc tế, bạn sẽ thấy sự sôi động và thú vị của lối sống Mỹ. Điều này giúp bạn dễ dàng thích nghi với môi trường xung quanh. Cách thức giúp bạn cảm thấy như là đang ở nhà đó là tham gia vào một trong những câu lạc bộ thể thao và tổ chức xã hội tại đây. Và môi trường học tập năng động, thú vị, thu hút rất nhiều bạn trẻ quan tâm vào du học từ sớm sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí học tập. Vì vậy các bạn hãy liên hệ ngay với các chuyên viên tư vấn của công ty du học Tân Đại Dương theo địa chỉ 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra chúng tôi còn 2 chi nhánh ở quận 5 và ở thành phố biển Nha Trang. Lưu ý Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Hoặc cần tìm hiểu thêm thông tin về cách thức xin visa như thế nào, hướng dẫn chứng minh tài chính ra sao, các bạn cũng có thể truy cập ngay vào website tandaiduong.edu.vn hoặc các bạn cũng có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879. Giờ đây hãy cùng với Bảo Trâm lắng nghe chia sẻ của một bạn du học sinh đã đậu visa du học Mỹ nhé. Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Việt Hưng, mình năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp trường Đại học Ngân hàng. Thì mình thì có sở thích là đọc sách, ăn chơi, nhảy múa. Lý do mình chọn du học Mỹ là vì Mỹ là một trong những nước mà có nền giáo dục phát triển nhất thế giới và đồng kèm theo đó cũng là nước có nền kinh tế lớn nhất. Ngoài ra thì mình cũng ngay từ hồi còn đi học thì mình cũng đã được biết đến nhiều những doanh nhân, những người mà thành công thì đa số họ đều ở Mỹ và nó cũng là cái động lực để khiến cho mình tìm đến với nước Mỹ.
Qua Mỹ thì mình sẽ học, trước tiên mình sẽ học 3 tháng ở trường FAS International Center để học Anh văn. Sau đó thì khi mà đạt được đến level 7 của trung tâm thì sau đó mình sẽ chuyển thẳng sang trường Fisher College để học tiếp chương trình đại học của mình. Thì đó, tổng cộng là mình sẽ học 4 năm, 3 tháng. Qua Mỹ thì mình sẽ học chuyên ngành là quản trị kinh doanh. Nó là một trong những top chuyên ngành ở trường Fisher College. Đấy, thế nên mình mới chọn trường đó. Ngoài ra thì trường Fisher College là trường mà đã có hơn 100 năm kinh nghiệm giảng dạy. Nó là trường tư nhưng mà phi lợi nhuận. Và nó có thể cung cấp các trang thiết bị rất là hiện đại. Ngoài ra thì nó còn có hơn 25 câu lạc bộ. Có những cái hoạt động thể thao tham gia như là bóng đá. Mình thấy có vẻ là bóng đá là phát triển ở ngôi trường đó. Mình cũng rất là thích bóng đá. Hơn nữa thì ở đó thì mình có tìm hiểu qua thì có thấy là trường đó thì học khi mà bạn vào học thì một lớp chỉ khoảng 15 đến 18 người thôi. Thì nó học vậy nó rất là thoải mái và bạn có thể trao đổi với giáo viên nhiều hơn. Trường Fisher College thì nằm ở bang Massachusetts, thành phố Boston, thủ phủ của Massachusetts luôn. Thì Massachusetts được biết đến là cái nôi của nền giáo dục. Hay như bên đó người ta thường hay gọi là Athens của nước Mỹ. Thì ngoài ra thì ở đó thì có 4 mùa, cũng xuân hạ thu đông. Nhưng đặc biệt thì mùa đông thì hơi lạnh xíu. Sao? Nhưng bản thân mình thì mình đã từng ở Nga nên là mình đối với mình cái lạnh thì có một chuyện nhỏ. Thì mình được sinh ra ở Nga. Và mình đã ở Nga cho đến năm 6 tuổi. Ở bên đó thì khí hậu thì nói chung là lạnh quanh năm. Thời tiết có thể có nắng nhưng mà cả thì ra đi ra ngoài đường thì vẫn phải mặc áo ấm. Mình qua bên đó thì mình ở với ba mẹ mình. Ngày xưa thì ba mẹ mình ở bên đó nhưng mà sau một thời gian thì ba mẹ mình đã chuyển về Việt Nam và mình cũng phải về Việt Nam để học tiếng mẹ đẻ. Thì cũng bởi vì mình đã sinh ra ở Nga và đã cũng quen với thời tiết của Nga nên là cái việc mà qua bang Massachusetts mà nếu mà có gặp vấn đề thì mình nghĩ là cái vấn đề về thời tiết lạnh ở bên đó thì không là vấn đề đối với mình. Hiện tại thì mình cũng mới có phỏng vấn đỗ visa và mình có mong muốn là đi du học Mỹ. Thì để đạt được cái mong muốn đó thì mình đã tìm đến công ty du học Tân Đại Dương. Và khi đến đây thì mình đã làm việc với chị Oanh, là người đã chuẩn bị, nói chung là lo cho mình và chuẩn bị mọi hồ sơ thủ tục giúp đỡ mình để có được cái visa như ngày hôm nay. Thì đến Tân Đại Dương thì mình thấy là ở đây có mọi người rất là chuyên nghiệp, chu đáo. Và đặc biệt là khi làm việc với công ty Tân Đại Dương thì mình cảm thấy không khí rất là vui. Thì khi mà mình và gia đình có ý định đi du học Mỹ thì mình có tìm hiểu và trong một lần mở TV lên xem thì mình đã được biết đến công ty du học Tân Đại Dương. Thì sau khi xem một số những cái quảng cáo và một số những cái lời giới thiệu ở trên TV thì mình đã quyết định là ghi lại số điện thoại của công ty và gọi lên để tham khảo những thông tin phương pháp để xin đi du học. Thì sau khi gọi lên thì mình đã gặp chị Oanh và chị là người đã giúp mình chuẩn bị, tư vấn cho mình về thủ tục hồ sơ cũng như là phương pháp để xin đi du học Mỹ. Nói chung mình với chị Oanh thì cũng khá là vui. Chị là người rất là cẩn thận, chu đáo và rất là chuyên nghiệp. Nói chung là mình đã học hỏi được khá nhiều ở chị. Ví dụ như giấy tờ gì mà mình có thiếu, mình có bất kỳ vấn đề gì, mình đều có thể liên hệ với chị Anh để nhờ chị tư vấn. Ngoài ra thì chị cũng giúp mình chuẩn bị, xem xét và sắp xếp hồ sơ nữa.
Ngoài ra thì ở đây thì mình còn được học với anh Khôi và hơn nữa là anh Bảo Anh. Thì anh Bảo Anh là người đã giúp cho mình có được những câu hỏi quan trọng khi đi phỏng vấn. Và ngoài ra thì anh còn giúp mình thêm tự tin khi cái phong cách trả lời phỏng vấn ra sao để có thể đạt được kết quả tốt nhất. Sau khi học 6 câu với anh Bảo Anh thì mình có thấy là tất cả những câu hỏi mà lãnh sự quán có đặt ra cho mình á thì cũng đều nằm trong 6 câu hỏi đó thôi, không có đi đâu hết. Và tất nhiên sau khi đậu được visa rồi thì mình rất là mừng. Và người đầu tiên mình báo tới là ba mẹ mình, những người đã vất vả nuôi nấng và chuẩn bị cho mình ngày hôm nay. Sau này mình có bạn bè hay là người thân hay bất kỳ ai mà muốn đi du học Mỹ hoặc xin visa để đi Mỹ thì tất nhiên là mình sẽ giới thiệu đến với công ty Tân Đại Dương, tại vì mình rất là tin tưởng công ty. Mình đã đậu visa rồi nên là mình cũng có một số kinh nghiệm thì mình muốn chia sẻ với các bạn. Khi mà đi phỏng vấn ở lãnh sự quán thì tất nhiên là mình nghĩ là hầu như tất cả mọi người đều rất là run và sợ, là đều có cái nỗi sợ là mình sẽ không có lấy được visa. Tuy nhiên thì các bạn đừng nên quá lo sợ và cũng đừng nên run quá, tại vì khi mà đi phỏng vấn mà các bạn thể hiện các bạn hơi run hoặc là các bạn có vấn đề gì đó thì lãnh sự quán họ sẽ có cái cảm giác là những cái lời khai của bạn nó không được chân thành, họ sẽ có cái suy nghĩ đó. Bởi vậy nên là mình thấy là ở đây tại Tân Đại Dương thì trước khi mình đi phỏng vấn thì cũng được anh Bảo Anh hướng dẫn cho cách làm sao để không phải run và trả lời làm sao cho thật tự tin, tại vì mọi thứ chúng ta trả lời thì đều dựa trên những cái thực tế của mình có. Vậy nên mình không phải sợ gì hết. Trang phục thì các bạn cứ ăn mặc nói chung lịch sự và sao cho thoải mái, nên như anh Khôi đã chỉ là bạn nên mặc những cái bộ quần áo nào mà bạn đã mặc 1-2 lần rồi thì bạn sẽ cảm thấy quen thuộc với nó, và bạn sẽ những cái bộ quần áo mà khiến cho bạn cảm thấy tự tin bạn nên mặc. Nhưng chỉ cần đừng có quá ấy là được rồi, nên lịch sự một xíu là được. Đối với tất cả những anh chị đang làm việc tại Tân Đại Dương và đặc biệt là anh Khôi, chị Oanh, anh Bảo Anh, những người đã trực tiếp giúp đỡ mình, thì mình muốn gửi tới họ lời cảm ơn chân thành nhất, và hy vọng là công ty sẽ